Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một lô 5 cây hải châu lá nhỏ mini nha. Đây, mini bàn trà. Thích hợp cho nhà mình về để ghép tiểu cảnh rồi luôn. Lô này có mã số là 150. Có hoành mỗi góc nhỏ ngón tay út nha, ngón tay út xíu. Cao cũng tầm cỡ 10 cm nha. Lô này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 250 bao ship nha. Hải châu lá nhỏ nha mình. Đây, cây đã quá khỏe rồi. Rất chi là sung luôn nha. Lô này 5 cây. Rồi mã số 150. Giao lưu lô này là 250k bao ship nha mình nha. Hải châu lá nhỏ mini bằng trà. Rồi nhà vườn xin qua lô này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một lô cây hải châu mini bằng trà nha mình nha. Cây lô này 5 cây. Cây sống khỏe xanh tươi tốt nha. Lô này có mã số là 151. Số đo hoành à. Hoành cái này lớn ngón tay cái nha. Còn mấy cây nhỏ nhỏ xê lệch nhau nhỏ ngón tay út nha. Cao cũng tầm cỡ 10 đến 15 cm nha. Thích hợp cho nhà mình về để ghép tiểu cảnh luôn. Một chơi hàng mini bằng trà. Lô này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 300k bao ship nha. Lô hải châu lá nhỏ mini bằng trà. Này. Cây nhỏ mà rất chi là quái luôn. Nhà mình xem tham khảo ưng ý thì cứ việc ai bóc nhà vườn ủng hộ luôn nha. Lô 5 cây mini. Rồi mã số 151 giao lưu nhanh với nhà mình là 300k bao ship nha. Lô 5 cây. Rồi nhà vườn xin qua lô này luôn. Nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một lô cây hải châu mini bàn trà nha mình nha. Cây sống khỏe xanh tươi tốt luôn. Lô này có mã số là 152. Có hoành mỗi góc thì nó lớn, có cây lớn hơn, có cây nhỏ hơn nha. Cao cũng tầm cỡ 10 cm. 10 cm thân chính. Lô này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 250 bao ship nha. Thích hợp về cho nhà mình để chơi hàng mini. Hàng nhỏ nhỏ rồi nha. Hoặc ghép tiểu cảnh rồi. Cũng rất là ok nha. Nhà mình xem tham khảo ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi mã số 152. Giao lưu nhanh với nhà mình lô này là 250 bao ship nha. Hải châu lá nhỏ mini bàn trà nhà mình nha. Cây lọc rồi thay này, rất là khỏe luôn. Rồi nhà vườn xin qua lô này luôn. Nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một lô cây hải châu mini bàn trà nhà mình nha. Cây sống khỏe xanh tươi tốt luôn. Lô này có mã số là 153 nha. Có sơ đo cái hành gốc của nó mình, nhỏ ngón tay út của mình nha. Còn thằng này thì cốt to hơn này. Cao cũng tầm cỡ 10 cm nha. Lô này nhà vườn giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 300k bao ship nha. Thích hợp cho nhà mình chơi hàng mini. Hàng mini bàn trà. Hoặc là ghép tiểu cảnh, nông bộ rồi rất là ok nha. Rồi mã số 153. Giao lưu nhanh lô này là 300k bao ship cho mình nha. Hải châu lá nhỏ mini. Rồi nhà vườn xin qua lô này luôn. Nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây me chua nhà mình nha, form thiên nhiên. Đây, cây này ba thân chung cốt nha. Cây này có mã số là 154, có số đo hoành gốc này là 13, cây cao là 96. Cây đang nằm chậu lọt lòng là 30 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 500k bao ship không chậu nha. Một cây me chua. Đây, cây này vàng chân rễ quái luôn nha. Đây, chân rễ quái nè, xoắn nè. Cây này thuần chậu lâu nha mình. Này, mình nhổ lên là nguyên một bệ rễ luôn. Rồi mình xem tham khảo nha. Ưng ý thì có việc ai bóc ở nhà vườn ủng hộ luôn. Rồi mã số 154 giao lưu nhanh với nhà mình là 500k bao ship không chậu nha, cho một cây me chua. Ba thân chung cốt nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một lô cây hải châu mini bàn trà nha. Cây sống khỏe xanh tươi tốt luôn. Lô này 5 cây. Lô này có mã số là 155. Có số đo hoành gốc, có cây lớn hơn có tay cái nha, có cây nhỏ hơn. Cây này cao cũng cỡ tầm 10 đến 15 cm. Quay đầu nha. Lô này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 250 bao ship nha. Đây, hải châu lá nhỏ. Cây mini bàn trà nha, thích hợp cho nhà mình chơi hàng mini hoặc ghép tiểu cảnh. Đá nông bộ đồ rất là ok nha. Rồi mã số 155, lô này giao lưu nhanh với nhà mình là 250 bao ship nha. Nhà mình xem ủng hộ luôn. Rồi nhà vườn xin qua lô này luôn.
Nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây kim thanh mai nha mình nha. Cây này tay cành của nó cồn hết rồi nha, rất là già luôn. Cây mini bàn trà nha mình nha. Cây này có mã số là 156, có số đo cái hòn này là 8 nha mình nha, cao là 23. Cây đang nằm chậu lọt lòng là 30 nha, chậu quá. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 1,5 triệu bao ship luôn chậu nha, cho một cây kim thanh mai. Đây, cây thành phẩm rồi. Đây, tay cành rất là côn luôn nha mình. Nhỏ mà có vỏ nha, rất là già luôn. Để ra đây luôn nha, nhỏ mà có vỏ. Mình xem tham khảo nha, cần ý thì cứ việc ai bóc nhà vườn luôn, ủng hộ luôn nha. Rồi mã số 156, giao lưu nhanh với nhà mình là 1,5 triệu bao ship luôn chậu nha, cho một cây kim thanh mai. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây sam hương Đài Loan mini nha mình nha. Đây, cây lùng lực nha mình nha, rất là lực cây luôn. Cây mini nhỏ mà có vỏ nha mình nha, tay cành rất là côn. Cây này có mã số là 157, có số đo hoành gốc là 14, cây cao là 14. Cây đang nằm chậu lọt lòng là 23x15 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, là 1,5 triệu bao ship luôn chậu nha. Một cây sam hương Đài Loan này, cây nhỏ mà có vỏ nha, cốt nở luôn, tay cành côn nhà mình nha, cây rất chỉ là VIP luôn. Đừng tưởng em nhỏ mà bở nha, cây nhỏ nhìn rất là duyên luôn. Sâm hương Đài Loan nha mình. Nhà mình xem tham khảo ưng ý thì cứ việc ai bóc ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi mã số 157, giao lưu nhanh với nhà mình là 1,5 triệu bao ship luôn chậu nha, cho một cây sâm hương Đài Loan. Đây, một cốt lùng lực nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây sâm hương Đài Loan mini quá nha mình nha. Đây, cây mini bàn trà, cây này một cốt nha mình nha. Này có cầu quái, cây rất là già luôn. Cây này có mã số là 158, có số đo hoành gốc là 13, cây cao là 18, cây đang nằm chậu tàu lọt lòng là 22 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 1,5 triệu bao ship luôn chậu nha. Cây sâm hương Đài Loan nha mình, rất là già nha, rất là côn. Rồi mình xem tham khảo nha, cây này quái nha mình, cầu quái nha. Ưng ý thì cứ việc ai bóc nhà vườn ủng hộ luôn nha. Rồi mã số 158, giao lưu nhanh với nhà mình là 1,4 triệu bao ship luôn chậu nha. Một cây sâm hương Đài Loan mini bàn trà, nhìn rất là duyên luôn nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây sang sản phong thiên nhiên. Cây này cụm liền cốt nha mình nha, chi xương rất chỉ là dày luôn, cây sống khỏe xanh tươi tốt nha mình nha. Cây này có mã số là 159, có số đo tổng hoành gốc là 70, cây cao là 45, cây đang nằm cái chậu lọt lòng là 38 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 300k bao ship không chậu nha mình nha. Cây này bầu đất riêng nhà mình yên tâm nha, có đầu lũa này, lũa thép luôn, rất là duyên luôn nha. Cây sen sản tên gọi khác là cây sừng cá nha mình nha, cây xanh tươi tốt luôn. Nhà mình xem tham khảo ưng ý thì tin bốc ủng hộ nhà vườn luôn nha, sang sẻ nha mình. Rồi mã số 159, giao lưu nhanh với nhà mình là 300k bao ship không chậu nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.